Tính đến nay, thành phố Vũng Tàu có 11 vùng xanh, 6 vùng vàng với 23 khu phong tỏa tại các phường 1, 10, 11, Nguyễn An Ninh, Thắng Nhất, Thắng Nhì. Để gỡ phong tỏa đúng hạn, 6 địa phương vùng vàng tiếp tục duy trì trạng thái đồng cứng khóa chặt các khu vực phong tỏa này. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Vũng Tàu cho biết, nhiệm vụ quan trọng nhất hiện nay của thành phố là bảo vệ 11 xã phường vùng xanh, quản lý chặt các khu phong tỏa để 6 phường còn lại nhanh chóng chuyển về vùng xanh. Thành phố phấn đấu đến ngày 22 tháng 9 còn 10 khu phong tỏa và phấn đấu đến 27 tháng 9 dỡ bỏ các khu phong tỏa còn lại. Nỗ lực kiểm soát không để phát sinh ca mắc mới nhằm đạt mục tiêu xanh hóa địa bàn. Để hoàn thành mục tiêu trên, các phường xã triển khai giải pháp bảo vệ vùng xanh đồng bộ, tăng cường công tác dân vận, kêu gọi người dân hỗ trợ chính quyền bảo vệ vùng xanh. Song song đó, 17 phường xã xây dựng nội quy ra vào vùng xanh, rà soát hệ thống camera giám sát, kiểm soát chặt nguồn lây từ vùng dịch, đặc biệt là xe vận tải hàng hóa đến từ vùng dịch. Đối với nguồn lây nguy cơ này, phải yêu cầu người đi từ vùng dịch thực hiện xét nghiệm COVID-19. Song song đó, quan tâm thực hiện tốt công tác an sinh xã hội tại các khu phong tỏa, quản lý hỗ trợ người nước ngoài. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Long Điền cho biết, từ 12 giờ ngày 12 tháng 9 đến 18 giờ ngày 19 tháng 9, huyện Long Điền ghi nhận 4 ca F1 trở thành F0 trong khu cách ly. Như vậy, đến thời điểm này, toàn huyện Long Điền ghi nhận 1.507 ca F0. Riêng thị trấn Long Hải có 1.377 ca, tăng 4 ca so với ngày 15 tháng 9. Trong thời gian toàn huyện Long Điền tiếp tục thực hiện chỉ thị 16, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện đã triển khai kế hoạch lấy mẫu xét nghiệm diện rộng cho người dân trên địa bàn huyện. Riêng thị trấn Long Hải thực hiện theo nguyên tắc dân ổn định tại chỗ, tổ lấy mẫu di chuyển. Các lực lượng chức năng của huyện đã đồng loạt ra quân lấy 8.333 mẫu xét nghiệm chu kỳ 5 cho người dân thị trấn Long Hải, theo hình thức mẫu gộp 5 cho tất cả thành viên trong hộ gia đình và gộp 10 là đại diện hộ gia đình, tùy theo từng khu vực. Qua 5 chu kỳ lấy mẫu xét nghiệm diện rộng, tình hình dịch bệnh trên địa bàn thị trấn Long Hải đang có chiều hướng được kiểm soát tốt, được đánh giá đã chuyển hóa thành vùng cam kể từ ngày 15 tháng 9. Chỉ trong vòng một tuần, từ ngày 9 tháng 9 đến hết ngày 15 tháng 9, thị xã Phú Mỹ có 34 ca mắc COVID-19 xuất phát từ 3 ca ngoài cộng đồng. Trên cơ sở đánh giá mức độ nguy cơ của các xã phường trên địa bàn thị xã Phú Mỹ đang ở mức nguy cơ cao, tức vùng cam, do có 5 trên 10 xã phường có mức độ nguy cơ trở lên. Tính đến ngày 15 tháng 9, thị xã có 8 khu vực phong tỏa với 1.130 hộ và 2.258 nhân khẩu. Công tác điều tra truy vết đang được thị xã Phú Mỹ thực hiện khẩn trương nhanh chóng. Lịch trình di chuyển tiếp xúc của các F0 với các F1, F2 được làm rõ, tạo điều kiện để giám sát cách ly tập trung hoặc tại nơi lưu trú theo đúng quy định. Thị xã Phú Mỹ đặt mục tiêu đến 22 tháng 9 có 8 trong tổng số 10 xã phường trở lại vùng xanh. Phường Phú Mỹ và phường Mỹ Xuân đang ở vùng cam sẽ trở thành vùng vàng. Toàn thị xã Phú Mỹ ở mức độ nguy cơ, đồng thời nhanh chóng trở về trạng thái bình thường mới, mở cửa hoạt động các doanh nghiệp. Để đạt được mục tiêu trên, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thị xã Phú Mỹ đã đề ra 7 nhóm giải pháp cơ bản, gồm công tác lãnh đạo chỉ đạo, giãn cách xã hội, bảo đảm an sinh xã hội là trọng yếu, bảo đảm y tế, xét nghiệm, truy vết, cách ly, phong tỏa, điều trị và tiêm vaccine, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, an dân trên địa bàn. Nâng cao công tác tuyên truyền vận động, công tác phòng chống dịch bệnh tại các doanh nghiệp,